Nga chặn ít hầu Ukraina, khôi phục vị trí đã mất ở Klitschivka và Andrika. Siêu bom thông minh của Nga có thể phá hủy bong ke sâu 20 mét dưới lòng đất. Nghi vấn Mỹ chỉ dẫn các hoạt động của Israel từ căn cứ dưới lòng đất ở Tel Aviv. Israel bắn phá 11.000 mục tiêu ở Gaza trong 3 tuần xung đột. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh thế giới trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Theo kênh Aiden, lực lượng Nga tiếp tục tiến công nhằm mở rộng vùng kiểm soát dọc theo đường sắt và kiểm soát vùng cao phía bắc Avdiivka, sẵn sàng chờ lệnh công phá nhà máy than cốc. Việc Nga kiểm soát được điểm cao chiến lược là bãi xỉ thải là vô cùng quan trọng. Từ đây, lực lượng của họ khống chế toàn bộ khu vực nhà máy một cách chặt chẽ, nhưng không vội tấn công vào cứ điểm này mà tiếp tục tiến lên phía bắc hướng về thị trấn Keramik. Nga đang tập trung hai nhiệm vụ chính, trong đó mở rộng sườn phía bắc của Abdiivka để ngăn chặn khả năng Ukraine phản công và bảo vệ đường cao tốc cùng đường sắt nhằm chặn triệt để ít hầu hậu cần của Ukraine cho lực lượng phòng thủ ở Abdiivka. Có thông tin cho biết, các tay súng Wagner đã trở lại tham chiến. Họ được cho là rất phù hợp để tấn công vào nhà máy than cốc nói riêng và thành phố Abdiivka nói chung, do có nhiều kinh nghiệm tác chiến tại một đô thị có nhiều điểm tương đồng với Bakhmut. Ngoài ra, theo kênh Riba, Nga đang kiểm soát mỏ đá ở khu vực Severnoye, một điểm cao chiến lược ở phía nam thành phố. Không thể sử dụng đường sắt, nguồn cung cấp chính của lực lượng vũ trang Ukraine giờ đây phải đi qua Oloka dưới mưa hỏa lực pháo binh Nga. Quyết không để mất Abdiivka, Kiev đang đưa ra lực lượng dự bị mới từ các mặt trận khác tới đây tham chiến. Điều này được chứng minh bằng việc Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2A6 trong cuộc tấn công vào bãi sỉ Đáng chú ý là trong cuộc tấn công này, chiếc Leopard hiện đại đã bị tiêu diệt bởi một phát đạn từ xe tăng T-72 thời Liên Xô. Lữ đoàn số 47 có biệt danh là nắm đấm thép của Ukraine, rút khỏi mặt trận Zaporizhia và tăng viện cho thành phố Avdiivka đang bị Nga tiến công. Video được Onsin Tenico, tài khoản chuyên theo dõi tình hình chiến sự tại Ukraine, chia sẻ trên Twitter hôm 31 tháng 10 cho thấy, xe tăng chủ lực Leopard 2A6 thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 di chuyển tại khu vực gần thành phố Abdiivka ở tỉnh Donetsk. Xe tăng Ukraine được lắp thêm giáp lồng ở hai bên tháp pháo và tấm thép trước mũi xe, dường như nhằm đối phó với máy bay không người lái UAV tự sát và tên lửa chống tăng dẫn đường. Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 114 Nga, đơn vị đang tham chiến tại Abdiivka, cùng ngày công bố hình ảnh từ máy bay không người lái UAV trong đó một xe tăng Leopard 2A6 trúng tên lửa vào khoang động cơ và bốc cháy. Ít nhất một xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley cũng bị phá hủy khi triển khai ở mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin này. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 thành lập tháng 4 năm 2022 là một trong 9 lữ đoàn mới do Ukraine xây dựng theo chuẩn phương Tây, huấn luyện ở nước ngoài và trang bị khí tài chuẩn NATO. Đơn vị này mang biệt danh nắm đấm thép của quân đội Ukraine, được trang bị những khí tài hiện đại nhất trong biên chế, gồm xe tăng chủ lực Leopard 2A6 và thiết giáp Bradley. Lữ đoàn 47 đảm nhận mũi phản công chủ lực ở tỉnh Zaporizhia từ đầu tháng 6, đạt một số thành công như giành lại làng chiến lược Rabotino cuối tháng 8. Tuy nhiên, lữ đoàn cũng hứng chịu tổn thất nặng nề và nhiều lần xảy ra lục đục nội bộ, khiến họ phải lui về hậu phương củng cố đội hình. Nhiều mũi tiến công tại Zaporizhia cho lữ đoàn số 33 Quân đội Ukraine triển khai lữ đoàn 47 đến Abdiivka trong bối cảnh lực lượng Nga đang tăng cường áp lực và đã chiếm được cao điểm trọng yếu ở phía bắc thành phố. Abdiivka là đô thị chủ chốt nằm ở phía bắc thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên, có dân số khoảng 30.000 người trước khi bùng phát chiến sự. Thành phố hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát và là một phần trong những mục tiêu tấn công của quân đội Nga trong khu vực. Moscow đang kiểm soát ba mặt Bắc, Nam và Đông thành phố, khiến Kiev chỉ có thể tiếp cận thành phố từ phía Tây. Quân đội Ukraine củng cố phòng tuyến tại Avdiivka từ năm 2014 sau các trận giao tranh với dân quân ly khai ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, đại diện của nhóm tác chiến Ukraine ở Avdiivka thừa nhận, lực lượng Nga đang tìm cách bao vây thành phố và nơi này có thể trở thành Bắc mút thứ hai. Theo Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Nga đã bắt đầu đưa bom dẫn đường FAB-1500 tới Ukraine, vũ khí có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không của phía Kiev trong mùa đông lạnh giá. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, Nga đã tích hợp thêm tính năng dẫn đường vệ tinh và laser lên vũ khí FAB-1500 nhằm gia tăng mức độ chính xác trong những vụ oanh tạc. FAB-1500 là vũ khí lớn nhất trong dòng bom lượn của Nga, gồm cả FAB-250 và FAB-500. FAB-1500 nặng 1.550 kg và có thể gây sát thương trong bán kính lên tới 500 m nó có thể phá hủy các bom kè sâu tới 20m dưới lòng đất và xuyên qua 3m bê tông cốt thép. Các máy bay Su-34, Su-30 và Su-35 của Moscow đều có khả năng mang và ném những quả bom lượn thông minh này. Từ đầu năm nay, binh sĩ Ukraine đã bày tỏ lo ngại về bom thông minh của Nga. Hồi tháng 4, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, đã mô tả bom FAB là mối đe dọa mới, nhấn mạnh Kiev sẽ phải khẩn trương để ứng phó. Người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine, ông Mykola Omechuk trước đó nhận định rằng Nga đang tăng cường sử dụng FAB-500 trên toàn bộ tiền tuyến và có dấu hiệu chuẩn bị cho việc sử dụng hàng loạt FAB-1500. Chuyên gia nhận định, FAB-1500 của Nga khác với bom lượn UPAB-1500, vốn là quả bom thường và Nga gắn thêm thiết bị bay để cải hoán. FAB-1500 có phần cánh từ lúc sản xuất, gắn chặt vào thân bom và có thể sử dụng hàng loạt trên tiền tuyến Nga tận dụng các quả bom từ thời Liên Xô trong kho và gắn thêm thiết bị UMPC để biến chúng thành bom thông minh FAB-250 và FAB-500. Tuy nhiên, họ đã tự sản xuất bom FAB-1500 hoàn toàn mới để phục vụ cho chiến sự ở Ukraine. Ưu điểm của bom thông minh có thể lượn từ khoảng cách xa, tấn công chính xác vào mục tiêu. Điều này giúp cho các máy bay Nga có thể ném bom tương đối chính xác từ xa mà không cần đi vào khu vực không phận tranh chấp, tránh nguy cơ bị phòng không Ukraine bắn rơi. Hồi tháng 9, một binh sĩ Ukraine thừa nhận các quả bom thông minh của Nga đang ngày càng khiến Ukraine lo ngại và được xem là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất. Ngoài ra, Nga trong những tháng gần đây đã sử dụng chiến thuật mới nhằm kết hợp lượng lớn UAV tấn công kiểu bầy đàn với bom thông minh FAB và UPAB sử dụng hệ thống định vị từ vệ tinh. Đầu tiên, Nga sẽ dùng UAV Orlan, Jala hoặc Supercam để trinh sát vị trí của Ukraine thông tin sẽ được truyền về khu vực điều khiển và nga sẽ phóng ra bầy đàn uav lancet cùng bom lượn thông minh và các vị trí của kiev nga đang dùng số lượng áp đảo để bầy đàn uav xuyên qua hệ thống phòng không của ukraine kiev có thể bắn rơi được một vài uav nhưng không thể bắn được hết toàn bộ vẫn sẽ có uav hoặc bom thông minh xuyên qua được và săn lùng mục tiêu ukraine dưới mặt đất xuất hiện lần đầu tiên vào giữa năm 2022 trong cuộc xung đột với Ukraine với số lượng hạn chế, UAV Lancet vẫn chưa mang lại dấu ấn rõ nét. Đến đầu năm nay, khi UAV này được Nga sử dụng hàng loạt để tấn công các thiết bị quân sự của Ukraine, từ xe tăng đến pháo binh, UAV Lancet đã thu hút sự chú ý của giới quân sự quốc tế. Lancet có nhiều cấu hình, gồm Lancet 3, còn gọi là Izdeli 51, và Lancet 1, còn gọi là Izdeli 52. Phiên bản mới nhất của máy bay không người lái này có tên là Izedeli 53, hay còn được gọi là Z53, là một sự khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản tiền nhiệm về mặt thiết kế khi chỉ có một bộ cánh X có thể gập lại được, tải trọng mang theo của máy bay từ 3 đến 5 kg. UAV mới có thể phóng từ các ống phóng, cấu hình tương tự như súng cối, thay vì các đường ray khí nén được thiết kế đặc biệt như các phiên bản trước đó. Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quân sự Ami 2023, Izedi 53 được cho là có khả năng bay theo nhóm và có thể liên lạc cũng như phối hợp với máy bay không người lái khác để tìm kiếm và tấn công mục tiêu. Các nhà quan sát quân sự Nga tin rằng hệ thống dẫn đường tự động mới của UAV Izedi 53 có thể giúp UAV giảm sự phụ thuộc vào người điều khiển và tấn công mục tiêu chính xác hơn. Theo nguồn dữ liệu mở, Izedi 53 có hệ thống nhắm mục tiêu hoàn toàn tự động, có khả năng thực hiện một số chức năng cùng một lúc. Không cần sự can thiệp của người vận hành, UAV này có thể nhận dạng các mục tiêu dựa trên dữ liệu mặt đất, tự động tách các mục tiêu quân sự, dân sự và khóa chặt các mục tiêu tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách trấn an các đồng minh sau khi hàm viện Mỹ loại Ukraine ra khỏi đề xuất viện trợ quân sự mới nhất. Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine đã trở thành một trong những vấn đề gây chia rẽ tại Mỹ và thậm chí đe dọa mặt trận thống nhất mà phương Tây vẫn thể hiện đối với cuộc xung đột Ukraine. Sau khi bị loại khỏi dự luật chi tiêu tạm thời, Ukraine một lần nữa không có tên trong kế hoạch viện trợ mới nhất trị giá 14,3 tỷ đô la Mỹ do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đề xuất. Đây là một trong những sáng kiến lập pháp quan trọng đầu tiên của tân chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày mai, mùng 2 tháng 11. Trong nỗ lực chấn an Ukraine và các đồng minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Ukraine hôm qua tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào không bao gồm việc hỗ trợ Ukraine, kể cả khi dự luật này được thông qua ở cả hai viện quốc hội. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh việc cung cấp viện trợ cho Ukraine là một yêu cầu khẩn cấp. Các giá trị của Mỹ là điều giúp chúng ta trở thành đối tác mà các quốc gia khác đều mong muốn hợp tác. Tuy nhiên, điều này sẽ bị thử thách nếu chúng ta rời khỏi Ukraine và quay lưng lại với Israel. Đó là lý do tại sao tôi sẽ gửi tới Quốc hội một yêu cầu ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ. Hỗ trợ các đối tác quan trọng của chúng tôi, bao gồm Israel và Ukraine, là một khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ. Bất chấp nỗ lực xoa dịu của Tổng thống Biden, các đồng minh của Mỹ ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương vẫn không khỏi lo ngại. Ngoại trưởng Latvia Gabrielius Lembergis hôm qua cho biết, một phái đoàn các quan chức Liên minh châu Âu sẽ tới Mỹ để thống nhất cách tiếp cận chung ở hai bờ Đại Tây Dương trong vấn đề Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết nước này đã tăng cường tiếp xúc với các bên liên quan tại Mỹ. Hồi tuần trước, Ukraine cũng đã cử một phái đoàn quan chức chính trị và quân sự cấp cao tới Mỹ để chia sẻ danh sách những yêu cầu mới nhất của nước này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, và cung cấp cho nước này rất nhiều vũ khí đạn dược. Khi các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội đang tới gần, Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô la một lần, bao gồm tài trợ cho cả Ukraine và Israel. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề đang gây chia rẽ tại Mỹ. Nhiều nhà lập pháp thừa nhận việc đạt được sự chấp thuận tại Quốc hội đối với việc hỗ trợ Ukraine ngày càng khó khăn hơn khi xung đột vẫn tiếp diễn và những căng thẳng tại Trung Đông đang chuyển hướng sự chú ý của giới lãnh đạo phương Tây. Hơn nữa, sự phản đối của Đảng Cộng Hòa đối với viện trợ đã và đang có động lực trong quốc hội nước này. Là một nghị sĩ Đảng Cộng Hòa theo đường lối bảo thủ, tân chủ tịch Hạ viện Johnson từng bỏ phiếu phản đối viện trợ cho Ukraine và yêu cầu tăng cường giám sát ngân sách. Theo kênh CNN ngày mùng 1 tháng 11, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Trung tá Jonathan Conricus cho biết trong một cuộc họp báo vào tối 31 tháng 10 theo giờ địa phương, rằng Israel đã tấn công trại này để tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của Hamas là Ibrahim Biari. Đây là người có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Ông Conricus cho biết, người này đã tích cực điều phối, giàn dựng và chỉ huy các hoạt động chiến đấu nhằm vào lực lượng phòng vệ Israel theo đó, các hoạt động của Biari bắt đầu từ trước năm 2004 khi nhân vật này là chủ mưu của một cuộc tấn công ở Asdod khiến 13 người thiệt mạng. Theo ông Conricus, hàng chục tay súng Hamas cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 31 tháng 10 khi các đường hầm dưới lòng đất bên dưới trại tị nạn nói trên bị sập. Lực lượng phòng vệ Israel vẫn đang xác định con số thương vong chính xác sau vụ tấn công và đã xem xét tất cả các yếu tố khi thực hiện cuộc tấn công, kể cả khả năng những người không tham chiến bị ảnh hưởng. Ông nhận định Tôi hiểu rằng đó cũng là lý do tại sao có nhiều thông tin về thiệt hại tài sản và thương vong của những người không tham chiến. Chúng tôi cũng đang xem xét những điều đó. Cũng theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, quân đội Israel đã thông báo cho dân thường rời khỏi khu vực thông qua phát tờ rơi, tin nhắn trên mạng xã hội và các đài phát thanh. Lực lượng phòng vệ Israel chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về loại hoặc số lượng đạn dược sử dụng trong cuộc tấn công này. Ông Conricus cho biết, tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu có tầm quan trọng về mặt quân sự đối với chiến trường, và để chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu của mình. Đó là lý do tại sao trại này bị tấn công. Theo các nhân chứng và bác sĩ trong khu vực, cuộc tấn công của Israel vào khu vực này đã gây ra thiệt hại thảm khốc và giết chết một số lượng lớn người dân. Cơ quan y tế thuộc chính quyền giải Gaza cho hay, ít nhất 50 người tại trại tị nạn Jabalia đã thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 150 người bị thương và hàng chục người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một tướng Iran cho biết các chỉ huy quân đội Mỹ đang ở dưới căn cứ ngầm ở Tel Aviv để tham gia điều phối các hoạt động của Israel tại giải Gaza. Thông tin trên được hãng Tasnim đăng tải dẫn lời tướng Golam Ali Rashid, tư lệnh trụ sở Qatam al anbia một trung tâm chỉ huy quân đội lớn của Iran. Theo đó, các chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom cùng các chỉ huy lục quân Hải quân Mỹ đang có mặt tại một căn cứ ngầm ở Tel Aviv để cùng các chỉ huy Israel giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Israel tại giải Gaza. Điều này cho thấy các biện pháp của Mỹ mâu thuẫn với tuyên bố của nước này về hạn chế xung đột trong khu vực, sẽ đến việc gửi hàng nghìn quả bom và tên lửa từ khu vực, cũng như các chỉ đạo và hỗ trợ dành cho Israel trên thực địa. Cả Israel và Mỹ đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel vào cuối tuần này. Ông Miller cho biết, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel vào thứ Sáu ngày 3 tháng 11 để gặp gỡ các thành viên của chính phủ Israel và sau đó sẽ tiếp tục có một số chuyến thăm khác trong khu vực. Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục hoạt động ở dài Gaza, bao gồm cả cuộc tấn công vào một trại tị nạn ở phía bắc Gaza mà lực lượng phòng vệ Israel cho là nơi ở của một trong những thủ lĩnh Hamas liên quan đến vụ đột kích ngày 7 tháng 10. Giám đốc FBI Christopher Gray cho biết tại phiên họp Quốc hội Mỹ vào thứ Ba ngày 31 tháng 10 rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel sẽ gây ra mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với Mỹ kể từ khi IS trỗi dậy gần một thập kỷ trước. Ông Gray cho rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza hồi đầu tháng này, nhiều tổ chức khủng bố nước ngoài đã kêu gọi tấn công người Mỹ và phương Tây, làm gia tăng đáng kể mối đe dọa trong và ngoài đất nước Nhận xét này được đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện Mỹ, tập trung vào các mối đe dọa đối với nước Mỹ. Các quan chức cho biết, chính phủ Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng các mối đe dọa chống lại người Do Thái, người Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập kể từ khi giao tranh nổ ra ở Gaza. Ông Ray cho biết, số vụ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tăng lên trong tháng này. Các cuộc tấn công mạng chống lại Mỹ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu xung đột lan rộng trong phiên điều trần, bộ trưởng an ninh nội địa Alejandro Mayorkas cho biết rằng sự cam ghét nhắm vào các sinh viên do thái ở Mỹ sau khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza đã góp phần làm gia tăng chủ nghĩa bài do thái. Trong tuần này, Nhà Trắng bày tỏ sự cảnh giác trước các báo cáo về các vụ việc chống người do thái tại các trường đại học Mỹ, đồng thời yêu cầu các trường đại học phải thắt chặt an ninh. Tại hội nghị về tấn công mạng do Nhà Trắng tổ chức hôm thứ ba, bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết. Ông đã chỉ đạo hỗ trợ các nhà điều tra Israel thăm dò các dòng tài chính đến Hamas, bao gồm cả những dòng tiền liên quan đến tiền điện tử. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10 tới nay, họ đã tấn công 11.000 mục tiêu của nhóm Hamas ở Gaza. Như vậy, trong 25 ngày đầu của cuộc xung đột, mỗi ngày Israel trung bình thực hiện hơn 440 vụ tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel đã nhiều lần tuyên bố không nhắm vào dân thường khi thực hiện các vụ oanh tạc vào Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ nước này hồi đầu tháng 10. Theo CNN, trong thông báo trên kênh Telegram, lực lượng phòng vệ Israel viết rằng binh sĩ Israel đã tấn công các trung tâm chỉ huy tác chiến và đơn vị của Hamas trong đêm qua. Lực lượng này cho biết thêm, hôm qua 31 tháng 10, họ đã xác định được một số chiến binh Hamas cố thủ trong một tòa nhà cao tầng gần trường học, trung tâm y tế và văn phòng chính quyền ở khu vực Jabalia ở Bắc Gaza. Sau đó, một cuộc không kích đã được tiến hành, và kết quả là Ibrahim Biari, một trong những chỉ huy của Hamas chịu trách nhiệm về vụ tấn công Israel ngày mùng 7 tháng 10 đã thiệt mạng. Tuy nhiên, phát ngôn của Hamas là Hazen Kassem nói không có chỉ huy nào của lực lượng này hiện diện ở trại tị nạn. Ông này cáo buộc Israel đang cố gắng biện minh cho tội ác chống lại dân thường, trẻ em và phụ nữ ở trại Jabalia. Các quan chức tại bệnh viện gần đó cho hay, hơn 50 người thiệt mạng, 150 người khác bị thương khi Israel nhằm vào trại tị nạn ở Jabalia. Theo Bộ Y tế Palestine ở Ramallah, hơn 8.400 người ở Gaza đã chết khi cuộc xung đột Israel-Hamas diễn ra. Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ toàn diện tại Gaza vào ngày 27 tháng 10, khi họ đưa xe tăng, xe ủi đất, lính bộ binh và các đơn vị công binh vào giải Gaza. Tuy nhiên, thay vì tiến nhanh vào thành phố Gaza, quân Israel cho đến nay dường như chỉ di chuyển chậm về phía trung tâm dân cư lớn nhất của vùng đất này. Dựa trên các video và hình ảnh từ các nguồn mở và chính thức, cũng như báo cáo từ các nhóm CNN trên thực địa, có vẻ như lực lượng Israel đã vượt qua biên giới ở ba địa điểm chính. Lực lượng phòng vệ Israel vừa công bố những hình ảnh cập nhật về binh sĩ đang tham gia chiến dịch trên bộ tại Gaza. Trong tháng 10 vừa qua, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của cảnh sát quốc gia Indonesia đã mở chiến dịch truy quét, bắt giữ 59 nghi phạm khủng bố âm mưu phá hoại cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, tướng Awin Siregat cho biết, trong số 59 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ, có tới 40 nghi phạm tại các tỉnh Tây Java, Jakarta, Trung Sulawesi, là thành viên của nhóm khủng bố Jama Dala. 19 nghi phạm còn lại là thành viên của nhóm khủng bố Jema Islamiya ở Tây Java, Nam Sumatra, Lampung, Tây Kalimantan và Tây Nusa Tenggara. Số đối tượng này bị cáo buộc âm mưu tổ chức hàng loạt kế hoạch khủng bố nhằm cản trở cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Theo lời khai của một số nghi phạm khủng bố, chúng có ý định phá hoại bầu cử bằng cách tấn công nhằm vào các nhân viên an ninh bầu cử, sở cảnh sát, khu vực bầu cử. Cảnh sát đã thu giữ một số súng đạn gồm AK-47, hóa chất nổ và một số tờ rơi. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, tướng Aswin cho rằng, Jemaah Islamiyah vẫn hoạt động và đang giáo diết phát tán tư tưởng cực đoan thông qua mạng xã hội. Trong những năm qua, Jama Islamia mạng lưới khủng bố khét tiếng Đông Nam Á có liên hệ với Al-Qaeda và Jama al Daulah, nhóm khủng bố có liên quan nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, là những nhóm khủng bố bị lực lượng an ninh Indonesia truy quét mạnh mẽ nhất. Chiến dịch truy quét khủng bố mới nhất của Indonesia diễn ra trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, chuẩn bị bước vào mùa tranh cử tổng thống từ cuối tháng 11 năm 2023. Dự kiến hơn 204 triệu cử tri Indonesia sẽ đi bầu tổng thống, phó tổng thống và các thành viên Thượng viện, Hạ viện vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra đồng loạt vào tháng 11 năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Tạp chí Việt Times của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!